Khoan, khoan, cái này Đạt mua cho mẹ, con không được ăn. Mẹ sao đấy, vợ con ăn thì sao? Mà cái này có phải con mua cho mỗi mình mẹ ăn đâu. Mẹ nuôi con tới bây lớn vậy nè, không bằng vợ con mới về có mấy ngày hả? Riết rồi hả, không biết coi bà già ra cái gì luôn. Con không hiểu mẹ. Thôi chồng ơi không sao đâu, vợ cũng không thích ăn nhau mà. Em thì biết cái gì mà nói. Mẹ với em là hai người phụ nữ anh yêu thương nhất. Mẹ có cái gì em phải có cái đấy. Bây giờ mẹ thích ăn này đúng không? Đây, thẻ của anh em cầm lấy đi. Thích mua cái gì thì mua, ăn cái gì thì ăn. Có này, mẹ ăn đi, con không ăn nữa. Đi, đi luôn đi nha. Con mày diễn giỏi không? Quá đi luôn. Này, con phải ăn hết cái trái cây này nha không? Rồi, hai mẹ con mình đi shopping. Oh.